Cái này là ốc đinh nè các bạn, nãy giờ mình chặt cái đít của nó khó lắm các bạn, nó cứng, ốc đinh mà không hiểu sao mà cái dao này mà mình quay ngược đầu lên mình chặt cũng không được luôn á các bạn. Mình phải lấy cái búa á. Mình lấy cái búa mình đập cái đít nó mới ra, ốc này bởi người ta gọi là ốc đinh các bạn, cứng dữ dằn luôn á. Mình đang không biết ngon không, tại đi biển các bạn, mình thấy người ta bán mình mua thử ngàn ký 25.000. Mà hôm rồi thấy chặt cái đít nó khó quá cho nên mình không có mình chưa có làm được các bạn, mình để tủ lạnh qua cái khoảng 2-3 ngày mình mới lấy cho mình ăn nè. Không biết nó còn tươi hay không nữa. Nè các bạn chặt mắt chặt cái đít nó ra là khó nha. Nó rất là cứng luôn. Đó các bạn. Nè để mình lấy cái dĩa mình ăn thử coi mùi vị nó ra làm sao nha. Ốc đinh xào xả ớt nha các bạn, mình hấp xả gì đó, hấp xả với lá chút nha. Đinh chính là nha các bạn, giờ mình ăn thử nha, không biết anh ăn sao luôn á. Thấy ở trên này nó không có cái thịt giống như thịt nó lú ra giống như mấy con ốc thường các bạn, cho nên không có dùng cái tâm được. Sao được? Đập cái đít rồi nhưng mà nó trong con ốc nó sáng dữ lắm luôn, mình khó rất là khó nảy nó ra các bạn, giờ phải lấy búa đập tiếp nữa nè. Đúng lắm các bạn ơi, bởi anh ta kêu ốc đinh là đúng luôn đó, búa mà đóng vô mà không thấm luôn á. Cái thịt của nó ngon dữ lắm các bạn. Mà có điều nó hơi khó ăn nè, các bạn thấy không, nó cái vỏ ốc của nó ngọt lắm, nó sắn đều ở trong này hết trơn luôn chứ không phải là nó không phải như mấy con ốc bình thường. Ốc bình thường thì chỉ có cái thịt nó sắn thôi, còn con ốc này là cái vỏ ốc nó sắn luôn. Nè các bạn. Khó lắm luôn. Nè cái vỏ ốc nó sắn vô trong này, cái thịt cũng sắn mà thịt nó ngon lắm các bạn, thịt nó thơm thơm mùi tựa tựa như mùi càng cua các bạn. Nó thơm giống như mùi càng cua đồng á. Nè các bạn. Nè, nó hơi khó tách ra dữ lắm nha. Nói chung là nó quá cứng rồi. Ốc đinh này mình mua trong biển trong Hà Tiên đó các bạn. Cái thịt của nó ngon các bạn ơi, thịt nó ngon mà thơm lắm nè. Mà có cái điều nó khó quá. Khó ấy ra. Bên này đúng là thật thiệt chứ. Nãy mình đập cả buổi trời các bạn, đập từ con ra. Bây giờ làm chín xong tiếp tục mà đập nữa. Tại mình mới ăn lần đầu các bạn, có thể mình chưa có kinh nghiệm á. Đập cách làm sao mà chắc có lẽ đập nguyên nửa con luôn, nãy mình đập khoảng 1/3 cái đít à. Cái thịt nó thơm lắm nha các bạn. Thơm mình luộc xả các bạn, mình hấp xả đó, cái mùi nó tựa tựa như mùi càng cua đồng đó các bạn. Ốc mà còn hơn rồi đi làm mọc nữa. Dạ. Lấy đinh thớt rồi không?